Pep Guardiola thay Rodri dễ như thay xăm. Câu chuyện Man City sẽ thế nào khi không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri, người dính chấn thương và sẽ nghỉ hết mùa? Thật ra cũng hết sức bình thường. Một đội bóng do Pep Guardiola làm lãnh đạo thì đâu có lo gì phương án nhân sự. Người khó có thể thay thế nhất chính là Pep Guardiola chứ không phải Rodri hay Kevin De Bruyne hay Erling Haaland. Thay Pep mới khó, chứ thay Rodri nhanh như thay xăm xe. Tại một tập thể, không có người này thì đã có người khác thay thế. Sai lầm khiến người này rút lui lại là cơ hội để người khác tiến lên. Không chỉ trong bóng đá, mà ở lĩnh vực nào trong đời sống này cũng thế cả. Ví dụ như trong phim ảnh, với hàng loạt thay vai tương tự. Ai cũng biết phim Forrest Gump của đạo diễn Robert Zemeckis đã đoạt được 6 giải Oscar. Phim này có ngân sách chỉ 55 triệu đô la Mỹ nhưng doanh thu thuộc hạng siêu khủng, 678,2 triệu đô la Mỹ, nam chính do Tom Hanks thủ vai quá xuất sắc. Nhưng ban đầu, diễn viên này không hề được chọn. Người ta muốn có một cái tên danh tiếng hơn vào vai chàng Gung, và đó là minh tinh gạo cội John Travolta. Tuy nhiên, Travolta đã từ chối vai này vì nhân vật có tính cách của bệnh đau, câu chuyện tẻ nhạt và thù lao cũng không hấp dẫn chút nào khi không có cát xê mà chỉ được hưởng 5% doanh thu bán vé. Thế là người ta đành chọn Tom Hanks, người không đòi hỏi sang chảnh, lại đồng ý với 5% của khoản chẳng biết là bao nhiêu. Ai ngờ, cuối cùng, Forrest Gump thắng lớn, trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hollywood và thế giới, Hanks thắng Oscar và hưởng mức cát xê 5% của số tiền 678,2 triệu đô la Mỹ. Nếu như John Travolta không chê thì đâu đến lượt Tom Hanks làm kép chính để rồi trở thành huyền thoại. Cũng giống như nếu thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha Santiago Canira không đánh rơi lọ kem cạo râu vào chân gây chấn thương và hệ quả là đành rời đội. Thì lấy đâu ra đất cho Iker Casillas tỏa sáng từ đó đến chục năm sau. Con cứ yên tâm nghỉ trị thương, thầy có cả chục người thay con rồi. Pep Guardiola an ủi Rodri. Rõ ràng, đừng bao giờ chúng ta phải lo cho vấn đề, không có Rodri thì Man City sẽ như thế nào. Không có Rodri thì Pep Guardiola đã có Rodri hay ai đó tương tự. Rodri cũng như David Silva, Vincent Kompany, Zaratua, Joao Cancelo mà thôi, đều là ngôi sao lớn và đều được thay thế nhanh gọn như thay xăm xe. Còn nhớ, đầu mùa giải trước, khi De Bruyne bị chấn thương ngay vòng 1 Premier League, ai cũng tưởng Man City sẽ lâm nguy, nhưng không. Phil Foden đá còn hay hơn và cuối mùa lại vô địch. Mà kể cũng lạ, nhiều khi mất đi phương án A, đành dùng phương án B hóa ra B lại ngon hơn A nhiều. Cứ tưởng tượng cảnh Forrest Gump không phải do Tom Hanks mặt đần thối đóng mà do đô vật John Travolta cơ bắp cuồn cuộn đóng cảnh ngồi ngắm lông chim bay hay bốc chocolate rồi triết lý nó tấu hại như thế nào. Thế nên, đừng có lo Man City sẽ ra sao. Hãy lo lắng về việc họ chiến thắng ở tòa án với 115 cáo buộc hay họ sẽ dụng ai nếu huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định dứt áo ra đi. Đấy mới là những thứ có thể khiến bức tranh vinh quang của Man City sụp đổ hoàn toàn, chứ không phải là Rodri. Rodri chỉ là cái đinh trong cái túi đinh to đùng của Pep Guardiola.